đặt ngay trên fanpage của chương trình là Quà Tặng Âm Nhạc Radio. Các bạn nhớ nhé, có thể yêu cầu bài hát hoặc là chia sẻ những cảm xúc của mình ngay tại fanpage này. Bây giờ thì chúng tôi đã kết nối lại được với bạn Liễu rồi. Alo, Liễu ơi. Vâng ạ. Ừ, nghe tốt chưa? Em hết rồi ạ. Bây giờ thì chương trình nghe thấy rất là ổn rồi. Chúng tôi thấy rằng không còn có những tín hiệu leo xèo như là lúc trước nữa. Chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện nhé. Vâng ạ, thì chắc là lúc nãy là trong em hoạt điều hòa đấy ạ, có. Cũng có thể như vậy. Bạn Liễu thân mến, bây giờ thì chia sẻ tiếp nào. Những thời gian rảnh rỗi thì Liễu thường làm gì? Em làm về chỉ có đi uống nước với các bạn về. Thế mình có sở thích gì không? Em hả? Em có. Có bạn bè ạ. Ngoài những yêu đứng nước với bạn bè, mình có thích ví dụ như là thích son phấn hay là quần áo, váy vóc, rồi là một cái sở thích gì đó như là ca nhạc, nghe nhạc hoặc xem phim. Nhưng các bạn chị nói thì chắc là em được thích hết chị ạ. em hội tụ tất cả những các bạn đấy rồi ạ. À, hội tụ tất cả những cái gì mà con gái yêu thích đúng không nào? Tất tần tật mọi thứ đúng không? Ừ. Với cả em thì chắc là thích hay thích đi du lịch hơn là du lịch hơn. À, thích đi du lịch hơn ạ. Thế à? Thế thì cụ thể năm nay mình đã đi du lịch được những đâu rồi? Em đi là bất tận. Em lên Điện Biên ở Sơn La rồi. Nói chung là em đi nhiều lắm. Rất là nhiều rồi đúng không? Đi với những người bạn hay là đi với một người đặc biệt? Em đi với bạn em với cả người bạn của anh chị và gia đình. Như vậy là đã được đi rất nhiều nơi rồi. Thế thì hè nay thì dự định là sẽ đi đâu tiếp đây? Em có cái phút tính là tháng 7 này thì em sẽ thấy là rất là nhiều những cung đường đang chờ đón ở phía trước đúng không? Nhiều địa điểm du lịch hay. Thế những lúc mà mình đi như thế thì sẽ là xin nghỉ làm đúng không? Vâng ạ. Ở chỗ bạn thì xin có khó không? Nghỉ như thế nào? Không chị ạ, nếu mà mình có lý do chính đáng thì nghỉ được. Có lý do chính đáng thì sẽ nghỉ được đúng không? Với mật độ mà đi chơi dày như thế là cũng phải làm đơn xin nghỉ liên tục đấy. Em thì chỉ có làm một cái đơn xong rồi mình xin nghỉ tầm đó 30 ngày thì mình ghi cộng vào đấy rồi đến mình nghỉ gần đấy thì cái ngày thứ nào cũng được. Thì cũng phải được xếp đầu ngày ký để nghỉ mà chứ đúng không? Vâng. Không phải là tự dưng cứ viết đơn rồi đặt cho đấy là...